Chào các bác, chào mọi người nhé, chào mừng mọi người quay lại kênh của em. Mọi người vào xem video của em, mọi người cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ em nhé các bác nhé, để kênh của em ngày càng phát triển, để giới thiệu đến càng được đến tiếp cận càng nhiều người nữa, giới thiệu đến cho mọi người thật nhiều mẫu xe nữa để mọi người đi thể dục thể thao nha các mọi người, các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu xe S6 của Papilus nhé, mẫu xe giá rẻ dành cho học sinh, sinh viên hoặc mình đi thể dục, thể thao các thứ cũng được nhé. Rất là tiện lợi các bác. Mẫu xe sử dụng cấu lốp 26 x 2,125 nha các bác, và có cả 3 ga. Hôm nay cũng là bắt đầu ngày nghỉ rồi. Em khá là bận, đến giờ này em mới quay được giới thiệu đấy các bác. Hôm nay em có quay một đoạn nhưng mà không tải được do mạng chắc có vấn đề gì đấy, tải cực kỳ kém, giờ em mới lại quay được. Sắp tới này chắc là em cũng sẽ học dần là quay live stream các bác nhé, tức là em sẽ quay về trực tiếp luôn về quá trình lắp xe cũng như là bán hàng trực tiếp luôn, các bác ủng hộ em nhé. Mẫu xe đây, bây giờ em sẽ về tổng quan của mẫu xe Papilus CS6 đây các bác. Đây, xe này là xe MTB nha các bác. Đấy, tổng quan xe thì đây, xe sử dụng khung kim loại, khung kim loại mối hàn thì cực kỳ đẹp, mịn màng chắc chắn. Màu sắc xe thì cực kỳ khỏe khoắn năng động nhé các bác. Xe có sử dụng màu cam đen hoặc màu xanh đen sẽ rất là khỏe khoắn và năng động nhé các bác. Xe này cực kỳ phù hợp với học sinh đi học, các bạn đi thể dục thể thao, đạp đi hàng ngày thoải mái, hoặc là đi chơi, đi các thứ, đi trong phố thoải mái, hoặc đi những đường khó đi một chút cũng thoải mái. Những xe touring không đi được thì xe này đi được thoải mái nhé. Xe đây có phuộc giảm sóc đây các bác. Xe có giảm sóc thành ra là tất cả địa hình đều có thể đi được nhé. Đây, ở trên thân càng xe sẽ có chữ Papilus này. Đây, phanh đĩa cơ nhé các bác. Đây gọi là phanh đĩa cơ không phải dầu. Đây gọi là phanh đĩa cơ. Đĩa cơ thì cực kỳ an toàn rồi. Cái mirror thì cực kỳ to, sơn màu vàng chóe luôn, cực kỳ nổi bật nha các bác nhé. Chắn bùn đây, có chắn bùn kèm theo xe nha các bác. Xe MTB dòng này có 3 ga, có chắn bùn kèm theo xe nhé. Xe được sử dụng cấu trúc là khung kim loại, dây đi ngoài nha các bác. Đây, khung kim loại, dây đi ngoài nhé. Vì khung kim loại sẽ không cho đi âm sườn đâu, mà sẽ cho dây đi ngoài để kết cấu của xe càng chắc hơn. Đấy, đấy. Trên cũng đây, bộ màu của xe, màu đây là màu cam nha các bác, màu cam đen pha sườn màu bạc này, CS6 đây. Đấy, đây về phần khung xe cũng như càng xe. Về phần ghi đông của xe, xe sử dụng bộ đề Quiosen, bộ đề Quiosen 21 tốc độ, 3 tầng đĩa và 7 tầng lip. Với bộ đề Quiosen này thì xe đi cực kỳ êm nha các bác, mượt. Em cũng đã có cái mẫu PT700 em nói rồi, đề keo xanh này mượt, trơn mượt, qua cũng rất mượt mà, nó cũng sẽ rất là tốt. Nó chỉ thua Shimano Tunay cũng bộ đề y như thế này về độ nổi tiếng thôi, chứ em thấy cái độ qua lip chuyển số các thứ cũng rất là êm mượt, cũng như nhau thôi, 1:9, 1:10 nha các bác nhé, không lệch nhau đâu. Trong tầm phân khúc này thì bộ đề này là sử dụng rất là ok. Về đến bộ tay gạt đề trước Quiosen đây các bác nhé, tay gạt đề sau Quiosen TZ. Bộ đây là lip xi măng, còn cái phần miếng nhựa bọc là Shimano nha các bác. Đấy, xe trong phân khúc tầm giá cực kỳ hợp lý nha các bác. Chắn bùn thì cực kỳ nhạy nhé, cái giảm sóc nhạy lắm các bác, cái giảm sóc cực kỳ nhạy. Em đang cầm một tay máy quay, thành ra em không thử được giảm sóc cho các bác xem. Em sẽ thử cho các bác xem nhé. Đây. Đấy, em thử cho các bác này. Đây. Cực kỳ nhạy nhé. Đây là đằng sau em đang để trên giá, mà nhún cực kỳ nhạy luôn. Đấy, đấy là phần
Sơ qua là về phần ghi đông bằng kim loại các bác nhé. Vô tang có chữ Papilus đây, nhìn cực kỳ đẹp nhé. Về phần đầu xe nhìn thì cực kỳ đẹp, đẹp nhé các bác. Đây này, có cái phần tay này và tay nghỉ, các bác có thể không ấy, các bác có thể vặn ngược nó lên một chút thì để những lúc mình đi mà mình muốn nghỉ tay thì mình cầm lên thoải mái nhé các bác. Cầm rất là vừa tay. Về phần cột yên cũng như yên, yên da mềm của Papilus. Yên này yên da mềm của Papilus, ngồi cũng êm ái nhé các bác. Cột yên, cột hợp kim thép rồi. Cột yên là thép nhé các bác. Thép nhôm, tùy chất liệu, tức là tùy từng ấy một, nhưng mà nó sẽ là một là thép, hai là nhôm, tức là nó sẽ trộn lẫn, nó không cố định lắm đâu. Nhưng thường như cái này nó đây, cái này nó sẽ là nhôm này các bác. Búng và cũng có thể nghe tiếng nhôm nó sẽ đục hơn, tiếng thép nó trong hơn nha các bác. Tay vam khóa điều chỉnh cột yên nhanh này. Đây đây là về phần ba ga. Ba ga thì rất là chắc. Ba ga này có tải trọng lên đến 19 kg nha các bác. Tức là 20 kg. Ba ga này tải được 20 kg, tức là các bác đi chợ, các bác đèo trẻ con cũng được. Vẫn đều được 20 kg, với việc là mình đi tải trọng, mình đi ấy nhiều, mình siết ốc các thứ vào đi thoải mái nha các bác. Ba ga thì nhìn rất là chắc chắn, tải trọng đấy em cứ nói rõ ra cho các bác chứ không về các bác ạ. Chứ thực ra em thấy mọi người đèo 40-50 cân vẫn thấy đi ầm ầm, chả vấn đề gì đâu. Chẳng qua đấy là nhà sản xuất họ cứ khuyến cáo là 20 kg thì mình cứ nói thế cho nó ấy nha các bác. Ở các đầu mù ốc này họ vẫn thiết kế cho cái nút nhựa để bịt vào để tránh nước đất cát hoặc là nước mưa vào nha các bác. Đùi đĩa là của Papilus này, đùi đĩa nhôm Papilus 3 tầng đĩa nhôm chịu lực rồi các bác, nhôm chịu lực rồi. Cổ ở trong bi vòng là bi vòng bằng đá chống thấm nước nha các bác nhá. Đây. Đây em sẽ test cho thử các bác thử nghe tiếng của lưu này, nghe nghe còn giòn tai hơn là một cái mẫu cao cấp hơn, ví dụ như nổi tiếng lít này hơn cả Evo hoặc là HD99 Max hoặc là một số dòng nghe tiếng nổ lít mà không to bằng đây các bác nhé. Yeah. Lít bị chuyển thì rất là mượt rồi, vì em một tay cầm máy quay thành ra là chuyển thì cái này em vừa lắp lên xong, chiều nay em bán xong thì em chưa lắp lên xong, em chưa chỉnh được xong. Là khi các bác mua hàng, các bác đặt hàng với em thì em mới lắp, em mới chỉnh hoàn toàn, hoàn thiện hoàn toàn nha các bác. Hôm nay em vừa lắp trong hộp ra, vì em bán cả ở nhà nữa, em vừa lắp trong hộp ra, em còn chưa kịp chỉnh cả bộ đề, em vừa lắp lên, thành ra em chưa ấy. Các bác mà mua hàng ngoài việc phụ kiện tặng kèm, em còn phải chỉnh sửa cho các bác thật là gọn gàng, thật là chuẩn chỉ. Các bác về nhận hàng, các bác kiểm tra hàng, thanh toán và các bác chỉ việc sử dụng thôi, chứ các bác không cần phải lắp đặt chỉnh sửa cái gì nữa. Nhưng cái chỗ chỉnh sửa khó, ví dụ như phanh đĩa này, đề này, đấy là mấy cái chỗ khó nhất là các bác không cần phải chỉnh sửa nữa mà em sẽ chỉnh sửa cho. Hoặc là ba ga, ví dụ như những mẫu của ba ga này thì em sẽ phải lắp cả ba ga các thứ cho các bác xong xuôi, chắn bùn ba ga lắp vào hết như thế này thì các bác về các bác không cần phải lắp hoặc không cần phải chỉnh sửa gì nữa các bác nhé. Cũng như yên, em sẽ setup yên làm sao cho em lúc nào cũng thể yên thấp hết cỡ, về các bác tự setup yên được. Nếu không biết thì các bác có thể gọi điện cho em sẽ hướng dẫn. Đấy là cái bán hàng của em, tức là em sẽ lắp đặt hết, chỉ việc kiểm tra hàng và các bác sử dụng, chứ các bác không phải lắp đặt nữa, chứ không phải gửi nguyên hộp đâu. Còn nếu các bác đã biết lắp đặt, các bác muốn gửi nguyên hộp, em gửi nguyên hộp được nha các bác nhé, tùy các bác lựa chọn. Thực ra thì lắp lên như thế này, chỉnh sửa các thứ này xong xuôi, các bác chỉ việc nhận và sử dụng thì công của em nó sẽ vất vả hơn nhiều, từ việc đóng hàng, lắp xe, đóng hàng các thứ, so với cái việc là em gửi nguyên hộp cho các bác nhé. Còn về phụ kiện hoặc phương thức vận chuyển hoặc phương thức thanh toán thì các bác vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho em nhé, em sẽ để phần số điện thoại liên hệ ở đây. Với mẫu này giá bán hiện tại của em tại cửa hàng em đang bán giá này là 3.100.000. Các bác vui lòng nhắn tin cho em để biết phương thức thanh toán hoặc là phụ kiện kèm theo hoặc phương thức vận chuyển nha các bác nhé. Em xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh thật là vui vẻ, ý nghĩa và thật an toàn nha các bác. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người. Mọi người nhớ cho em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé.